Đúng là miền đời mà, nó cái gì cũng được. Nhưng mà thôi, mình biết là có người thương thì phải có người ghét, đâu có hoàn toàn được hết anh chị. Mà thật ra em không có buồn một xíu nào luôn á. Nè, cái lý do em không buồn là đây, em mới về được cái dòng iPad Pro anh chị. Đó, iPad Pro M1 nha, hàng CPO. Thì cái mã này là em nói nó đứt bữa giờ cũng là 4 5 tháng nay là không có hàng. Bây giờ nó mới về lại mà nó không có nhiều. Em về được cái mã là 128 GB và 256 GB. Đó, thì nó là hàng new 100% chính hãng anh chị, và hãng bảo hành cho mình là 12 tháng luôn. Đó, những cái hàng CPO của Apple thì anh chị yên tâm luôn. Tại vì hãng Apple họ refurbish những cái sản phẩm của họ là đạt cái tiêu chí chuẩn chỉ họ mới đem ra bán thị trường. Và cái cách họ đóng gói thôi anh chị thấy không? Nó rất là chỉnh chu, y như một cái máy brand new. Làm sao thì em nói cái máy brand new này, cái hộp nó có in hình đúng không? Còn cái máy refurbished là nó không in hình, màu trắng chỉ như vậy thôi. Ngoài ra đóng siêu đóng gói nọ kia là y xì anh chị. Anh chị thấy không? Một cái sản phẩm mà được đóng gói cẩn thận tỉ mỉ như vậy thì anh chị biết được cái giá trị mà hãng họ muốn truyền tải đến người dùng như thế nào. Mà em không cần phải nói nhiều về cái hãng này rồi đúng không anh chị? Ai mà tốt qua nó nữa anh chị? Hiện tại em nói tablet không có cửa nào mà chịu nổi với iPad, hầu như nó là số 1 ở thế giới hiện nay rồi, và em nói 5 năm 10 năm nữa vẫn khó có một cái chiếc tablet nào mà địch nổi iPad này đâu. Đó, mà chiếc M1 anh chị cực kỳ khỏe luôn. Giá thì quá hợp túi, trong khi máy dùng rồi 15 mấy, mà đây là ni 100% của anh 12 tháng luôn, chỉ có 16.9 anh chị. Cái hàng này nó rẻ nhưng mà không phải lúc nào nó cũng có anh chị, bởi vì em nói nó chỉ có một đợt thôi. Anh chị nào mà đang có định mua iPad nào kia thì em phải chấp cái deal này ngay lập tức cho em, không chấp nhanh là mất lượt. Thì như em Cường đã nói, chưa bao giờ em Cường biết nói dối nó xạo gì hết. Thì cho dù cô chú anh chị có nhìn nhận có đánh giá như thế nào thì em nói là cứ phải trải nghiệm nha, chứ mà đừng có ở đâu đâu em thấy đâu ở Nha Trang ở đồ mà cứ vô cái video nào vô cũng comment comment nói những cái điều lung tung không à. Có rất là nhiều anh luôn, mà riêng em Cường á, em chơi TikTok này là cũng hơn một năm rồi anh chị, em chưa có chặn ai hết anh chị, không có lóc một ai hết. Ví dụ như ý kiến phản biện trái chiều là em thoải mái, em vô tư, tại vì cây ngay đâu có sợ chết đứng. Còn như những cái anh chị nào mà vô trang của em là spam bán những cái hàng nọ kia tào lao á thì em mới chặn thôi. Còn mà những người mà cứ phản biện trái chiều, cứ chê, cứ chửi, cứ mắng em thoải mái trên đây, em không bao giờ em chặn hết. Thoải mái đi anh, không sao. Nhưng mà mình lớn rồi, ăn nói thì mình phải có lời nói của mình cho nó hay. Tại vì anh biết không, mình nói trên đây là cộng đồng xã hội. Mấy đứa nhỏ, mấy đứa trẻ sau này nó không biết, nó nhìn vô những cái câu nói nó nghe, anh không, nó rất là kỳ cục. Theo em nghĩ đó là sự thiếu văn minh nha.